Vợ Đức Tiến mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, lo xa con cái không ai chăm sóc. Tháng năm 2024, Xô Bích Việt không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của diễn viên Đức Tiến ở tuổi 54. Vì nhồi máu cơ tim sau khi chồng qua đời, cuộc sống của Bình Phương, vợ của diễn viên Đức Tiến và con gái nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây nhất, Hoa hậu Bình Phương đã lên tiếng cho biết mình vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn thương, vẫn nhớ về chồng. Nhưng có một số người lại nghi mình đang than thở vì cuộc sống không biết họ lấy thông tin đó ở đâu ra. Dạ, cuộc sống em khá lắm. Em cảm ơn ai đó đã quan tâm cho em. Em rất giàu, em giàu tình thương. Sống thì phải thở, còn than thì chưa có nhiều người rảnh lắm. Đọc tin tức rồi suy diễn thêm ra. Có thể thấy phía bà xã của diễn viên Đức Tiến khẳng định chưa từng than thở vì cuộc sống. Cô cho biết vẫn thương, vẫn nhớ người chồng đã mất dù dành thời gian để làm việc chăm sóc con gái. Hiện tại, Bình Phương và con gái vẫn sinh sống tại ngôi nhà ở bang California, Mỹ. Để tiện đến thăm mộ của chồng, thời điểm diễn viên Đức Tiến qua đời, Jelly Phương Trinh và nhiều nghệ sĩ khác hỗ trợ gia đình vì phía tang lễ và an táng lên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bạn bè còn lập tài khoản để lo cho tương lai của con gái của diễn viên Đức Tiến. Sau tang lễ, số tiền đưa ra sẽ tạo lại một tài khoản hiếm có của bé Mèo, con gái của Đức Tiến, để hành trình con gái mang theo trong hành trình tiếp theo là tình yêu thương của mọi người dành cho bé Mèo. Mới đây, trên trang cá nhân Hoa hậu Bình Phương, vợ diễn viên Đức Tiến có bài đăng làm rõ vì thông tin liên quan đến cuộc sống hiện tại. Theo đó, Bình Phương chụp màn hình một số cá nhân chỉ trích vì chú cho rằng vợ Đức Tiến liên tục kỳ khổ sau khi nam diễn viên qua đời. Tuy nhiên, vì phía Bình Phương, cô khẳng định chưa bao giờ than thở bất kỳ điều gì vì cuộc sống hiện tại. Vợ Đức Tiến Việt, mình vẫn sống, vẫn vui, vẫn bình thường, vẫn nhớ về chồng. Nhưng có một số người lại nghĩ mình đang than thở vì cuộc sống. Không biết họ lấy thông tin đó ở đâu ra. Họ cũng sống em khổ lắm. Em cảm ơn ai đó đã quan tâm cho em. Em rất giàu, em giàu tình yêu thương. Sống thì phải thở, thải than. Thì chưa có nhiều người rành lắm. Đọc tin tức rồi chi diễn thêm ra. Sau khi lo liệu đám tang cho chồng, Bình Phương vẫn giữ được California, Mỹ. Cô một mình chăm sóc con và thường xuyên đến mộ của chồng. Gia đình của Bình Phương mong muốn cô dọn về Texas, Mỹ để sinh sống vì lo lắng cho một thân một mình. Lo cho con gái nhỏ, tuy nhiên Bình Phương kiên quyết lại ở ngôi nhà sinh sống cùng chồng để thân tiện đến lò mộ phần của ông cha. Gần đây, bà xã của diễn viên Đức Tiến còn chia sẻ trong một video vì việc cô phải lập di chúc để lại tài sản cho một người thân thiết để lỡ có gì bé Mèo có người chăm sóc tử tế. Bình Phương cho biết theo luật nơi cô đang ở, nếu cha mẹ mất mà để lại tài sản thừa kế thì con sẽ vào trại mồ côi và học bố mẹ nuôi. Vì vậy, cha mẹ con sống phải lo hết các thủ tục, giấy tờ về thừa kế cho con cái. Nếu không sẽ rất tội cho con, Bình Phương nói. Bà xã của diễn viên Đức Tiến lập di chúc giao hết tài sản cho một người bà tin tưởng dư hộ. Nếu tôi có làm sao, người đó sẽ nuôi bé Mèo. Tới khi bé Mèo 18 tuổi, người đó sẽ giao lại tài sản chứ cho con. Tất nhiên, người tôi chọn cũng là cô dì chủ bạc trong gia đình thôi, nên không phải lo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.